Xin chào quý vị và các bạn. Mỗi khi được hỏi quốc gia nào là đối thủ của Việt Nam tại Đông Nam Á, nhiều người sẽ trả lời ngay là Thái Lan mà không cần suy nghĩ nhiều. Mỗi khi đội tuyển bóng đá quốc gia của hai nước Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau trên sân cỏ, anh hùng bàn phím của cả hai đều hoạt động hết công suất, không bên nào chịu nhiều bên nào. Tuy nhiều duyên nợ với Việt Nam nhưng không thể phủ nhận đây là một đất nước xinh đẹp và có rất nhiều điều đáng để chúng ta học hỏi. Không những thế, Thái Lan còn là vùng đất của những câu chuyện tâm linh vừa ma mị vừa hấp dẫn, từ những bùa chú không giống ai đến những con búp bê ma ám. Cùng tìm hiểu những điều đặc biệt của đất nước nụ cười mà cả thế giới cảm thấy thích thú qua video ngày hôm nay. Giống như Việt Nam, Thái Lan cũng là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước này có diện tích 513.115 km², biên giới giáp với Malaysia ở phía Nam, Myanmar ở phía Tây Bắc, Lào ở phía Đông Bắc và Campuchia ở phía Đông Nam. Về mặt địa lý, đất nước được chia thành 5 khu vực: vùng đồng bằng trung tâm màu mỡ, cao nguyên phía đông bắc khô cằn, vùng núi phía bắc, đồng bằng ven biển ở phía đông, nông nghiệp chủ phú và bán đảo phía nam. Thái Lan có khí hậu nhiệt đới, mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 10, từ tháng 10 đến tháng 3 khí hậu mát mẻ, từ tháng 3 đến tháng 6 khí hậu nóng. Trong nhiều năm trở lại đây, Thái Lan luôn nằm trong top các nước phát triển nhất trong khu vực. Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành sẽ đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Indonesia dẫn đầu khu vực với quy mô GDP ước đạt khoảng 1,42 tỷ đô la. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP năm 2023 được dự báo ở mức 512,19 tỷ đô la Mỹ. Trong các ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch được Thái Lan đặc biệt quan tâm. Với tốc độ tăng trưởng trung bình là 13% một năm kể từ năm 2010 và đóng góp khoảng 15% cho tăng trưởng GDP, ngành du lịch của Thái Lan đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế. Thái Lan đã trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á và nằm trong top 10 nước thu hút khách quốc tế lớn nhất thế giới. Xứ sở Chùa Vàng đã đầu tư mạnh mẽ vào việc quảng bá hình ảnh du lịch của mình trên thị trường quốc tế thông qua các chiến dịch quảng cáo sáng tạo và hiệu quả. Bằng cách này, hình ảnh đất nước Thái Lan và những trải nghiệm du lịch độc đáo được lan tỏa rộng rãi, thu hút sự chú ý từ du khách toàn cầu. Chính phủ nước này đã áp dụng những chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào ngành du lịch, từ việc giảm thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển các dự án du lịch mới. Một điều đặc biệt của Thái Lan là dù theo thể chế quân chủ lập hiến, hiện tại vua vẫn có tiếng nói quan trọng trong nền chính trị xứ Chùa Vàng. Đơn cử như dù không có quyền lập pháp, nhưng bất cứ sự thay đổi lớn nào về pháp luật tại Thái Lan nếu muốn được thông qua thì phải có chữ ký của nhà vua. Hoàng gia chính là một trong những biểu tượng người Thái tự hào nhất. Vậy hoàng gia Thái Lan hiện tại, tức triều đại Chakri, được hình thành như thế nào? Cho những ai chưa biết, Thái Lan từng có tên là Siem La. Cái tên này có xuất xứ từ thời vương quốc Ayutthaya, được thành lập năm 1351. Đây được coi là nhà nước hùng mạnh nhất trong số tất cả những vương quốc Thái từng tồn tại cho đến bây giờ. Thế nhưng đã lụi tàn, bị thiêu rụi dưới tay Miến Điện vào năm 1767. Khi Ayutthaya sụp đổ, một vị tướng người Siem có tên là Thaksin cũng đang ở đó. Ông tập hợp những người ủng hộ mình thành một quân đội. Một năm sau đó, ông đã chiếm lại được thành phố, nhưng Ayutthaya đã bị tàn phá trơ trụi nên ông quyết định rời thủ đô đến Thonburi. Thaksin là một vị tướng gốc Hán, ông cực kỳ có tài và là người đóng góp công lớn trong việc đánh đuổi Miến Điện, thống nhất Thái Lan. Nhưng những thành công liên tiếp đã khiến Thaksin mất hết lý trí và trở nên tàn ác. Những viên tướng thuộc hạ đã chuốt ngôi và chém đầu ông ta. Năm 1782, Phra Phuthayofa Chulalok lên ngôi và trở thành vua Rama đệ nhất, lập ra triều đại nhà Chakri tồn tại cho đến ngày nay. Trong lịch sử hiện đại, hoàng gia Thái Lan thường được coi là một biểu tượng quan trọng của sự ổn định và thống nhất dân tộc. Trên lý thuyết, nhà vua Thái không có thực quyền, tuy nhiên tiếng nói của quốc vương có ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị xứ Chùa Vàng. Ngay cả trong những thời kỳ biến động, hoàng gia vẫn giữ được sự tôn trọng và ảnh hưởng đối với người dân Thái Lan. Tuy nhiên năm 2016, sau cái chết của vị vua Bhumibol Adulyadej, người đã trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, quyền lực của hoàng gia có một số biến động đáng chú ý. Vua Maha Vajiralongkorn, con trai của vua Bhumibol, đã lên ngôi và đưa ra một số biện pháp thay đổi khiến người dân không hài lòng. Vua Vajiralongkorn đã chuyển diện một số tài sản quan trọng và đất đai từ hoàng gia sang quản lý cá nhân của mình. Việc này đã gây ra sự tranh cãi lớn về tính minh bạch và công bằng, đặc biệt là khi một số tài sản này được coi là quan trọng đối với vai trò lịch sử và văn hóa. Hình ảnh cá nhân của vị vua này cũng không hề trong sạch. Ông đã trải qua 4 đời vợ và có tới 22 thế thiếp. Ông sắc phong cho một nữ y tá làm hoàng quý phi, sau đó lại phế truất bà, nhưng sau chưa đầy một năm bà được phục vị. Ông từng bị rò rỉ video với vợ thứ ba gần như khỏa thân tại bữa tiệc sinh nhật chó cưng. Ngoài ra ông còn có nhiều scandal tình cảm và scandal khác nữa. Gây tranh cãi lớn nhất chính là việc kể từ khi ông Vajiralongkorn nối ngôi, hoàng cung đã tăng cường an ninh hoàng gia, bổ sung 1.600 cảnh sát. Hai đơn vị quân đội mới sau đó được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của quốc vương vào tháng 10 năm 2019 bằng một sắc lệnh hoàng gia. Không rõ quân số của các đơn vị này là bao nhiêu. Tài sản mà vua Vajiralongkorn sở hữu cũng khiến người dân cả nước choáng ngợp.
Theo thống kê, khối giá trị tài sản của cá nhân nhà vua Vajiralongkorn rơi vào khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Một trong những món đồ trang sức quý giá nhất thuộc phần tài sản của nhà vua Thái Lan là viên kim cương Golden Jubilee màu nâu nặng 545,67 carat, viên kim cương đa diện lớn nhất thế giới. Giá trị của viên kim cương được ước tính rơi vào khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Đây là một món quà gửi tặng cho nhà vua Bhumibol Adulyadej vào năm 1996 kỷ niệm 50 năm trị vì. Sau khi lên ngôi, vua Vajiralongkorn thường xuyên thể hiện quyền lực của mình. Dưới thời của ông, quân đội Thái có kiểu chào mới, các binh sĩ ưỡn ngực và quay đầu sang một bên. Lực lượng cảnh sát có quy tắc về kiểu tóc mới theo yêu cầu của nhà vua. Hơn thế, vua Vajiralongkorn đã ra lệnh viết lại một phần của hiến pháp mới, bao gồm một quy định rằng bất kỳ vấn đề nào không lường trước được cần được xử lý dựa trên truyền thống. Hiến pháp này còn có thay đổi là nhà vua không cần bổ nhiệm nhiếp chính khi đi ra nước ngoài. Chắc chắn mọi người sẽ đặt ra câu hỏi, vua Vajiralongkorn không sợ bị dân chúng lên án hay sao? Câu trả lời là không, vì đối với Thái Lan, hoàng gia là bất khả xâm phạm. Do đó, quốc gia này có một bộ luật nghiêm ngặt được gọi là Lex Majesté, cấm chỉ trích chế độ quân chủ. Bộ luật này đã bảo vệ hoàng gia khỏi sự soi xét của công chúng. Hàng trăm năm về trước, điều luật khắt khe này đã được xuất hiện. Tuy nhiên, nó càng thắt chặt hơn từ sau vụ đảo chính cách đây 6 năm ở xứ Chùa Vàng. Điều luật này đã được đưa vào áp dụng đã khiến cho nhiều người phải vào tù vì những cáo buộc khắt khe và cũng không kém phần dã man. Lex Majesté được biết đến là một trong những điều luật khắt khe nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại. Bộ luật này dường như không thay đổi kể từ năm 1908, nhưng đến năm 1976 thì luật này đã bắt đầu tăng mức độ hình phạt lên nặng hơn. Theo điều 112 của luật hình sự Thái Lan viết, bất kỳ ai làm tổn thương hình ảnh, lăng mạ, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc nhiếp chính đều sẽ bị trừng phạt và chịu án tù từ 3 đến 15 năm. Tạm thời bỏ qua vấn đề chính trị, chúng ta cùng tìm hiểu về tôn giáo của Thái Lan. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Lan chính là đất nước Phật giáo với gần 95% dân số theo tôn giáo này. Trước đây, tất cả nam giới trong nước đều phải đi tu trước khi tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, điều luật này đã dần hạn chế trong xã hội hiện đại. Ngày nay, Thái Lan có 35.000 ngôi chùa Phật giáo lớn nhỏ. Không chỉ là nơi thờ cúng, hành hương, những ngôi chùa cũng là điểm thu hút khách du lịch tới quốc gia này. Vì thế, đất nước này còn được gọi với cái tên là xứ sở chùa vàng. Nổi tiếng nhất có thể kể đến là chùa Phật Ngọc, chùa vàng. Với số lượng Phật tử đông đảo, lễ Phật đản được coi là một trong những ngày lễ lớn nhất ở xứ sở Chùa Vàng nhằm kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời Đức Phật trong cùng một ngày, ngày trăng tròn của Vesak. Đây là ngày lễ quốc gia và là khoảng thời gian để các tín đồ Phật giáo tại đây bày tỏ lòng thành kính sâu sắc của mình đến Đức Phật. Trong ngày này, các Phật tử sẽ mặc đồ trắng và đến viếng thăm các ngôi chùa địa phương trước bình minh để chuẩn bị cho nghi thức treo cờ Phật giáo, tham gia các nghi lễ tôn giáo như nghe lời giảng của Đức Phật, tắm Phật, thiền định, dâng hoa, thắp hương, cúng dường cho các nhà sư. Nơi đây còn tôn sùng Phật giáo đến mức có một lịch riêng gọi là Phật lịch. Trong khi các quốc gia khác đang ở năm 2019, Thái Lan đã ở năm 2562 theo lịch đặc biệt này. Đây là hệ thống lịch được vua Rama Đệ Ngũ giới thiệu vào năm 1888. Năm 0 của lịch bắt đầu từ năm 543 trước công nguyên, khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì vậy, Phật lịch nhanh hơn công lịch 543 năm. Thái Lan có một điểm rất giống Việt Nam, đó là cực kỳ yêu thích bóng đá. Đó cũng chính là lý do mỗi lần đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan trên sân cỏ, không khí của cả hai bên trong lẫn ngoài sân vận động đều rất nóng. Thái Lan đã 7 lần giành ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á và nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch SEA Games ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì thế, đánh bại Thái Lan vẫn luôn là mục tiêu mà các đội tuyển quốc gia khác trong khu vực nhắm đến. Các giải vô địch quốc gia của Thái Lan có sự đầu tư cao và chuyên nghiệp, đứng đầu khu vực Đông Nam Á với sự cạnh tranh của các câu lạc bộ hàng đầu khu vực như Buriram United, Muang Thong United và Chiangrai United. Cổ động viên Thái Lan cực kỳ yêu thích bóng đá trong nước, có những trận đấu chỉ thuộc giải hạng nhì nhưng cũng chật kín khán đài. Nhiều người còn sẵn sàng đu rào, trèo lan can để được xem đội bóng đá của mình thi đấu, cũng khá giống với các cổ động viên nước ta. Bóng đá đường phố Futsal là một môn thể thao phổ biến tại Thái Lan. Nó giúp phát triển tài năng trẻ và thu hút nhiều người chơi. Trong khu vực Đông Nam Á, có thể nói Thái Lan không có đối thủ ở bộ môn này. Họ đã vô địch 15 trên 16 lần tổ chức giải Futsal Đông Nam Á, chỉ có một lần không tham dự vào năm 2010. Trong 9 lần gặp nhau gần đây, tuyển Futsal Thái Lan đã giành 8 chiến thắng trước tuyển Futsal Việt Nam. Trận thắng duy nhất của Việt Nam trước đối thủ diễn ra tại vòng bảng giải Đông Nam Á 2014. Ở cấp độ châu lục, Thái Lan từng 2 lần đạt Á quân, chỉ thua Nhật Bản và Iran, hai đội bóng hàng đầu châu Á. Ngoài bóng đá, Thái Lan còn nổi tiếng toàn thế giới với Muay Thái. Muay Thái thường được gọi là nghệ thuật tám chi, một môn võ vô cùng thực dụng với lối đánh tự do, khốc liệt và dữ dội hơn bất cứ môn võ thuần cường Á Đông nào. Lịch sử Muay Thái bắt đầu vào khoảng năm 1774, một nhà quyền thuật của Thái, Muay Boran, hậu thân của Muay Thái hiện đại, nổi tiếng của Thái là Nai Khanom Tom. Không may anh ta bị quân xâm lăng Miến Điện bắt cùng nhiều tù nhân khác sau trận thất thủ đầm máu của thủ đô Ayutthaya thời bấy giờ. Nai Khanom Tom bị bắt và đưa về thủ đô Yangon, Miến Điện. Trong một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của mình, nhà vua Miến Điện muốn được thấy võ thuật Thái Lan giao đấu cùng với các môn võ cổ truyền của nước mình.
với ý đồ muốn khoe nền võ thuật bất bại của Miến Điện. Biết được tù binh Nai Kha Nom Tom là một cao thủ của quyền Thái, nhà vua quyết định hạ nhục anh ta bằng cách bắt phải giao đấu với một vô địch Miến đang có mặt. Trước khi vào cuộc đấu, Nai Kha Nom Tom xin được dùng điệu múa Wai Kru đặc trưng của quyền thuật Thái để biểu diễn trước khi thi đấu. Nhờ điệu múa đầy huyền hoặc đó mà các thần linh của tổ tiên Thái giúp cho Nai Kha Nom Tom làm mờ mắt đối thủ và đả bại cao thủ đất Miến trước mặt nhà vua một cách dễ dàng. Với lòng háo thắng và làm nhục quyền thuật Thái, nhà vua Miến Điện ra lệnh cho Nai Kha Nom Tom phải đấu thêm với 9 võ sĩ Miến Điện khác nếu muốn được sống và thả tự do. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận chiến đấu thêm 9 trận tiếp theo, mà trận cuối cùng là một võ sư danh tiếng nhất của Miến Điện. Nếu là một người yêu thích và thường xuyên tìm hiểu về xứ chùa vàng, các bạn hẳn đã biết, bên cạnh các danh lam thắng cảnh, các món ăn ngon thì điều mà luôn khơi gợi sự tò mò, chú ý của bạn bè quốc tế là thế giới tâm linh với nhiều câu chuyện ma quái tại đất nước này. Phim ma Thái cực kỳ nổi tiếng ở châu Á với rất nhiều bộ phim được lấy cảm hứng từ đời thực. Nếu ở Việt Nam bùa chỉ có trong các đền chùa thì ở Thái bạn có thể tìm thấy chúng ở ngoài chợ. Có rất nhiều khu chợ tại Thái Lan cung cấp nhiều loại bùa và mặt dây chuyền với mục đích bảo vệ bản thân hoặc gia tăng may mắn. Bùa thượng vàng hạ cám đều bán ở đây, từ những cái bùa cầu an nhỏ xíu 10 đến 20 bạt cho đến vuốt gấu, răng cọp, ngà voi, những loại bùa độc lạ có giá lên đến cả vài triệu bạt. Có 4 dạng bùa ở Thái. Dạng thứ nhất là dạng bùa hộ mệnh, được làm từ những viên đá lạ được tìm thấy trong tự nhiên. Dạng thứ hai là những bức tượng thần, Phật nhỏ để bảo vệ người, gia đình hoặc chứng giám lời thề. Dạng thứ ba là những hình xăm, câu chú bằng tiếng Phạn. Cuối cùng là những loại rễ cây được dùng để ếm tà thuật. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo nhưng cũng là một trong những nước mua, bán và xuất khẩu bùa lớn nhất thế giới. Bùa chú tồn tại trong đời sống hàng ngày của người Thái tự nhiên như hơi thở. Không có con số thống kê chính thức nào nhưng theo ước tính, hàng năm đất nước này có gần 70 triệu dân chi cho việc thỉnh phép, mua bán bùa chú hơn 20 tỷ bạt, tức là khoảng 640 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh bùa thì búp bê cũng là thứ được người dân Thái Lan tin tưởng và tôn sùng. Do đó không quá ngạc nhiên khi búp bê được coi là vật may mắn nhất tại đất nước này. Những con búp bê lúc thép hay còn được biết đến là búp bê thiên thần trẻ con được người Thái yêu quý và đối xử rất tôn trọng. Người Thái tin rằng nếu đối xử tốt với búp bê thì chúng sẽ mang đến vận may trong đời sống. Vì thế khi đi du lịch Thái Lan, bạn sẽ nhìn thấy những con búp bê tại văn phòng, nhà hàng được mặc quần áo tử tế, thậm chí là còn có dịch vụ thuê người trông trẻ cho búp bê hoặc đưa búp bê tới thưởng thức những bữa ăn đặc biệt tại nhà hàng. Bên cạnh búp bê lúc thẹp thì Kumanthong cũng là một loại thần giám hộ cực kỳ huyền bí nổi tiếng theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Trong tiếng Thái, Kuman nghĩa là cậu bé thanh tịnh, Thong có nghĩa là vàng, Kumanthong có nghĩa là cậu bé vàng hay còn được gọi là quỷ linh nhi. Theo các tu sĩ Phật giáo Thái Lan, ban đầu búp bê Kumanthong được tạo ra với mục đích là giúp đỡ những linh hồn thai nhi bị chết oan hoặc không có nơi nương tựa được siêu thoát. Các nhà sư cho rằng khi đứa trẻ chết đi, thân xác phân hủy nhưng linh hồn của chúng còn tồn tại và cần nơi trú ngụ. Do vậy các nhà sư hoặc thầy bùa sẽ lấy một bộ phận trên xác chết hài nhi như là tóc, móng tay, chân, xương để tạo thành bùa, sau đó yểm vào một vật cụ thể như búp bê. Búp bê đó sẽ là nơi trú ngụ linh hồn của đứa trẻ bị chết, được đặt ở trong nhà và được chăm sóc đặc biệt như một đứa trẻ, được nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành và xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ. Qua đó chúng sẽ được tái sinh vào nơi tốt hơn. Búp bê Kumanthong không được coi là một phần trong Phật giáo chính thống nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ thời cổ đại. Cùng với sự tuyên truyền về khả năng siêu nhiên của búp bê, các pháp sư đã biến tướng và sử dụng nguyên một thai nhi mang sấy khô rồi tạo ra búp bê Kumanthong nhằm làm tăng giá trị cũng như tính thần bí của búp bê này. Tuy nhiên cách này ít phổ biến hơn vì là hành vi bất hợp pháp. Để làm một búp bê Kumanthong, người ta phải tìm những phụ nữ mang thai đã chết không quá 21 ngày để lấy bào thai và tiến hành các công đoạn nói trên. Nhu cầu này dẫn đến một hệ lụy là ở Thái Lan, nhiều bệnh viện liên tục bị đánh cắp thai nhi sinh non. Mộ các bà mẹ mang thai cũng thường xuyên bị trộm. Vì vậy, pháp luật Thái Lan nghiêm cấm việc chế tạo và sử dụng búp bê Kumanthong. Song những đồn thổi không ngừng về quyền năng siêu phàm khiến cho nó vẫn là một thứ hàng hóa phi pháp đắt giá, từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng tùy vào chất liệu, hình dáng và năng lực của mỗi loại. Sự bí ẩn của Thái Lan còn ẩn chứa ngay tại những địa danh nổi tiếng và quen thuộc. Không chỉ có Phù Kẹt, Thái Lan còn rất nhiều hòn đảo thơ mộng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Một trong số đó là đảo Koh Tao. Thế nhưng ngay tại địa điểm du lịch nổi tiếng này, hàng loạt du khách đã bỏ mạng hoặc mất tích một cách bí ẩn trong nhiều năm qua. Hòn đảo Koh Tao nằm ở miền Nam Thái Lan, là điểm đến ưa thích của khách du lịch hạng sang. Trước đại dịch Covid-19, mỗi năm nơi này đón khoảng nửa triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Người ta đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, đắm mình trong làn nước trong vắt như pha lê và khám phá hệ sinh vật biển đa dạng sống động. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, sao vẻ đẹp đó là mối nguy hiểm tiềm tàng. Hòn đảo này cũng là nơi diễn ra loạt kỳ án chết người chưa có lời giải đáp. Đáng chú ý, địa danh này cũng nổi tiếng là nơi trú ngụ của các băng đảng tội phạm, nạn tham nhũng và là nơi tội ác thường bị che giấu. Vụ án đầu tiên ở Koh Tao được công bố rộng rãi xảy ra vào năm 2014. Kể từ đó gần như năm nào cũng có khách du lịch bỏ mạng hoặc mất tích tại mảnh đất này. Theo những phương thức vô cùng tàn nhẫn, dần dần Koh Tao còn được biết đến với cái tên là đảo tử thần,
Nhiều vụ chết người được chính quyền địa phương giải thích là do tai nạn đáng tiếc hoặc tự tử. Nhưng theo lời người nhà các nạn nhân, những lý do này rất đáng ngờ và các vụ việc đều không được điều tra đầy đủ. Những câu chuyện về tâm linh ở Thái Lan xuất hiện ở khắp mọi nơi và được đón nhận bởi mọi tầng lớp và khu vực. Đến nay, những công trình lớn gắn liền với giai thoại về tâm linh ở Thái Lan còn rất nhiều. Một trong số đó là sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi nằm ở Ratchathewa, tỉnh Samutprakarn, cách trung tâm Bangkok 25 km về phía đông. Tên Suvarnabhumi được vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đặt, có nghĩa là đất vàng. Sân bay tọa lạc tại một nghĩa trang thuộc vùng đất đầm lầy, trước đây được gọi là Nông Ngu Hao, trong tiếng Thái có nghĩa là đầm lầy hổ mang, bởi nơi đây từng có rất nhiều rắn độc sinh sống. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi được sử dụng vào năm 2006, thay thế cho sân bay quốc tế Bangkok cũ. Sau rất nhiều lần buộc phải trì hoãn lại, các nhà ga sân bay này được bay thử chuyến bay đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 2006 và hoạt động chính thức vào ngày 28 tháng 9 năm 2006. Tuy nhiên, sau khi hai chiếc máy bay đầu tiên cất cánh thành công, nỗi ám ảnh cũng bắt đầu, liên tiếp có những chuyện bất thường xảy ra với sân bay này. Cụ thể, năm 2006, có hai nhân viên sân bay chết sau tai nạn đâm xe vào cột điện. Giới chức trách kết luận nguyên nhân chính của cái chết là do hai nhân viên bất cẩn trong lúc lái xe, nhưng nhiều người tin rằng có rất nhiều những bí ẩn đằng sau cái chết của hai nhân viên này. Tiếp đó, sân bay này nổi tiếng với những hồn ma, trong đó có hồn ma ông Phu Minh. Theo nhiều nguồn tin, không chỉ nhân viên sân bay mà còn nhiều hành khách cho biết đã bắt gặp hồn ma một ông lão, quỷ dữ thường hiện hình trong thân thể một ông già gầy gò với gương mặt màu xanh lam. Cho đến nay, những câu chuyện ma quái ở sân bay Suvarnabhumi Rawewan vẫn chưa được xác thực. Thế nhưng nó lại có sức lan tỏa mạnh mẽ và vô tình đã giúp cho sân bay quốc tế này đón tiếp một lượng lớn khách du lịch đến đây hàng năm chỉ để nhìn thấy tận mắt chính sân bay được cho là ma ám này. Nếu yêu bóng vía, bạn không nên đến Thái Lan một mình và đến những địa điểm nổi tiếng bị ma ám. Ở Thái Lan vẫn còn rất nhiều nơi vui chơi, tham quan vừa đẹp đẽ vừa an toàn. Thái Lan cũng giống như những quốc gia khác cũng có những tín ngưỡng, quy tắc riêng của mình. Vốn được mệnh danh là đất nước của những nụ cười vì người dân ở đây rất thân thiện. Thế nhưng nếu các bạn phạm phải những điều cấm kỵ sau đây, nụ cười của người Thái sẽ tắt ngay lập tức. Đầu tiên là xúc phạm đến hoàng gia. Như đã nói ở trên, hoàng gia đóng một vai trò cực kỳ quan trọng tại Thái Lan. Toàn thể người dân đều phải kính trọng tuyệt đối. Nếu bạn có những hành vi thiếu tôn kính đối với vua hoặc chế độ quân chủ của họ, sẽ rất dễ bị bắt và chịu nhiều hình phạt ở đất nước này. Bên cạnh đó, bạn cũng không được dẫm lên tiền vì trên đó có hình ảnh của nhà vua. Bạn cần phải tôn trọng vua Thái Lan dù ở bất cứ nơi đâu. Trong trường hợp đi xem phim, bạn cần phải đứng dậy khi tất cả những người xung quanh đều đứng dậy. Thông thường, phim sẽ chiếu một đoạn ngắn về vua khi bắt đầu phim, do đó bạn cần phải đứng dậy để thể hiện sự tôn trọng đối với vua. Điều tiếp theo bạn cần lưu ý là không được chạm vào nhà sư Thái Lan. Tập tục này cũng giống như hầu hết các nước Phật giáo khác. Phụ nữ cần phải dùng khăn để đỡ lấy đồ vật, không được chạm trực tiếp vào nhà sư. Nam giới có thể đưa cho nhà sư bất cứ vật gì một cách trực tiếp, nhưng tuyệt đối không được chạm vào vai nhà sư. Riêng phụ nữ, nếu muốn đưa vật gì cho nhà sư đều cần phải thông qua nam giới hoặc phải dùng khăn hay vật dụng khác để đỡ lấy đồ vật. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên dẫm lên bóng nhà sư, đây là một điều cấm kỵ. Khác với các nước phương Tây, nơi người dân được phép tự do thể hiện tình cảm và những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng, Thái Lan lại trái ngược hoàn toàn. Mọi người đều nghĩ người Thái thân thiện và cởi mở, nhưng đây là văn hóa lâu đời của đất nước này. Khi ở những nơi công cộng, bạn không nên ôm hôn hay thể hiện tình cảm thái quá, khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng. Như các bạn đã biết, những người dân Thái Lan thường rất hiếu khách. Họ có thể mời bạn tham dự các buổi tiệc tại gia đình. Điều đặc biệt là họ rất thích tặng quà cho nhau. Nếu được nhận quà từ người dân địa phương, dù món quà bạn không thích cũng không được từ chối. Đây là phép lịch sự bạn cần phải biết. Đến Thái Lan, bạn cũng cần lưu ý màu sắc khi chọn quà tặng. Với người Thái, món quà tặng không bao giờ được gói trong giấy màu xanh lá, đen và xanh dương, vì với họ màu này là màu của sự xui xẻo liên quan đến đám tang, và cũng không nên chọn hoa vạn thọ hay cẩm chướng vì nó tượng trưng cho những điều không may mắn. Trong bữa ăn của người Thái cũng có một số quy tắc chúng ta cần lưu ý. Tất cả món ăn sẽ được bày lên trên bàn và một đĩa cơm ở giữa cho mọi thực khách. Khi ăn, bạn cần phải dùng chung thìa với mọi người và không được dùng thìa riêng. Bên cạnh đó, bạn không được để bất cứ con dao nào trên bàn, không được thử đĩa của người khác. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan có tên gọi đất nước của những nụ cười. Những bãi biển, hòn đảo xinh đẹp, những ngôi chùa với lối kiến trúc độc đáo, những món ăn ngon đậm đà bản sắc riêng chắc chắn sẽ làm say mê bất cứ ai đặt chân đến mảnh đất này. Về du lịch, Thái Lan đã và đang làm rất tốt. Đây là điều mà Việt Nam cần học hỏi từ nước bạn. Điều mà Thái Lan lo lắng nhất bây giờ chính là những bất ổn về chính trị có thể sẽ lại đưa xứ sở chùa vàng về thời kỳ khủng hoảng như vài năm trước. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.